quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần của đài truyền hình IBC TV được phát trên các băng tần 57.19 tại miền Nam Cali, 16.12 tại miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 phủ sóng toàn Hoa Kỳ và Canada và trên website ibctv.us. Chương trình tin tức tổng hợp ngày hôm nay sẽ do xứ ngôn viên Xuân Anh và Linh Trịnh thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng kính chào. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các tin tức nổi bật trong phần tin thế giới cũng như Hoa Kỳ. Stoltenberg hoan nghênh sự hỗ trợ mới cho Ukraine từ các đồng minh, nói rằng thời gian là điều cốt yếu. Hội nghị an ninh Munich quan trọng hơn bao giờ hết đối với Đức. Nga cho biết máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của họ đã thực hiện chuyến bay thường lệ qua Bắc Cực. Hoa Kỳ tìm cách lôi kéo Ấn Độ rời xa Nga bằng cách giới thiệu các vũ khí tối tân. Tổng thống George Washington là siêu anh hùng đầu tiên của Hoa Kỳ. Và bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của xứ ngôn viên Linh Trịnh. Vâng, kính thưa quý vị, Stoltenberg hoan nghênh sự hỗ trợ mới cho Ukraine từ các đồng minh và nói rằng thời gian là điều cốt yếu. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết vào hôm thứ Tư ngày 15 tháng 2 rằng các đồng minh NATO sẽ gửi hỗ trợ mới cho Ukraine, bao gồm vũ khí hạng nặng và huấn luyện quân sự. Điều này rất quan trọng. Ukraine có một cơ hội để vượt qua sự cân bằng và thời gian là điều cốt yếu, ông Stoltenberg nói sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng liên minh ở Brussels. Ông cũng cho biết các quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, Đức và Na Uy đã ký hợp đồng cung cấp đạn dược cho phép các thành viên NATO bổ sung kho dự trữ của chính họ, nhưng cũng tiếp tục cung cấp cho Kyiv trước các cuộc tấn công leo thang của Nga. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Stoltenberg kêu gọi quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ hãy phê chuẩn các đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển cùng một lúc. Thưa quý vị, trong khi đó, Hội nghị an ninh Munich đã quan trọng hơn bao giờ hết đối với Đức, đó là thông tin cho biết. Sau khi đến dự sự kiện hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng của nước Đức Boris Pistorius đã cho biết cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine đã làm tăng nguy cơ cho hội nghị an ninh Munich. Ông nói, ngay từ đầu hội nghị an ninh đã luôn là nơi để hiểu biết và đối thoại, và điều mới là hội nghị này hiện đang diễn ra cùng lúc với cuộc chiến tranh xâm lược đang được Nga tiến hành trên đất Âu Châu để chống lại Ukraine. Điều đó làm tăng thêm phần quan trọng của hội nghị, thậm chí còn cao hơn. Ông Pistorius đã lặp lại cam kết của mình đối với Berlin là vượt quá mục tiêu quân sự 2% của NATO. Ông cũng nói mọi người phải rõ ràng rằng chúng ta sẽ không thể hoàn thành các nhiệm vụ trước mắt với chỉ dưới 2%. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng cho biết ông dự định thảo luận vấn đề đạn dược và phụ tùng thay thế cho Leopard 2A4 với đại diện của Ba Lan. Ông Pistorius cũng cho biết thêm, tôi tin rằng đây là thời điểm mà hội nghị an ninh Munich quan trọng hơn bao giờ hết, và đó là lý do tại sao các cuộc đàm phán ở đây chắc chắn sẽ có tầm quan trọng cao và to lớn. Các chính trị gia, sĩ quan quân đội và nhà ngoại giao hàng đầu tập trung tại Munich từ hôm thứ Sáu để khảo sát bối cảnh an ninh của Âu Châu bị biến đổi bởi cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Một bản tin khác cho biết, cúm gia cầm khiến cho Pháp và thế giới hướng tới vaccine từng bị xa lánh. Ông Herve Dupuy, nông dân nuôi vịt người Pháp, đã tiêu hủy đàn vịt của mình 4 lần kể từ năm 2015 để ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm gia cầm. Nhưng khi một làn sóng dịch bệnh chết người bùng phát gần trang trại của ông một lần nữa, ông nói rằng đã đến lúc phải chấp nhận một giải pháp từng bị coi là cấm kỵ, đó là tiêm phòng. Giống như ông Dupuy, ngày càng có nhiều chính phủ trên thế giới xem xét lại việc phản đối vaccine, vì việc tiêu hủy gia cầm hoặc nhốt chúng bên trong đã thất bại trong việc ngăn chặn dịch cúm gia cầm quay trở lại, gây thiệt hại cho đàn gia cầm thương mại hàng năm.
Reuters đã nói chuyện với các giới chức cấp cao của các nhà sản xuất trứng và gia cầm lớn nhất thế giới, cùng với các nhà sản xuất vaccine và các công ty gia cầm. Tất cả đều cho biết đã có sự thay đổi rõ rệt trong cách tiếp cận vaccine trên toàn cầu do mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát cúm gia cầm năm nay. Mặc dù nhà xuất cảng thịt gia cầm lớn nhất là Hoa Kỳ nói với Reuters rằng họ vẫn còn do dự. Bên cạnh chi phí tiêu hủy hàng triệu con gà, vịt, gà Tây và ngỗng, các nhà khoa học và chính phủ cũng ngày càng lo sợ rằng nếu virus trở thành đại dịch, thì khả năng virus đột biến và lây lan sang người sẽ tăng lên. Và Nga cũng cho biết máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của họ đã thực hiện chuyến bay thường lệ qua Bắc Cực. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn phim vào cuối ngày thứ Ba, tức là ngày 14 tháng 2. Máy bay ném bom chiến lược hạng nặng Tu-160 của nước này thực hiện các chuyến bay thường lệ. Bộ cũng cho biết các chuyến bay được thực hiện trên vùng biển trung lập của biển Barents và Na Uy. Hai máy bay Tupolev Tu-160 có thể mang tới 12 hỏa tiễn nguyên tử tầm ngắn, đã bay trên không trong hơn 13 giờ. Và đoạn phim được đưa ra chỉ một ngày sau khi Moscow công bố video máy bay ném bom chiến lược có khả năng nguyên tử Tu-95MC thực hiện chuyến bay thường lệ kéo dài hơn 7 giờ trên biển Bering, ngăn cách Nga và Hoa Kỳ. Một bản tin cũng cho hay, Vũ hội Opera ở Vienna đã trở lại sau đại dịch coronavirus. Sau 2 năm bị hạn chế liên quan đến coronavirus, các cặp đôi mới cuối cùng đã có cơ hội nhảy điệu vals quanh nhà hát Opera quốc gia ở Vienna trong Vũ hội Opera thường niên lần thứ 65 vào tối thứ Năm vừa qua. Buổi gia tiệc lộng lẫy với các màn trình diễn opera và ballet đánh dấu sự trở lại bình thường sau những năm đại dịch và giúp gây quỹ cho những người Áo gặp khó khăn thông qua sáng kiến Áo giúp đỡ nước Áo. Alexander Van der Bellen, Tổng thống Liên bang Áo cho biết, mọi thứ đã thay đổi nhưng thật tuyệt khi trở lại bình thường. Theo truyền thống, vũ hội bắt đầu với sự tham gia của Ủy ban Quý ông và Quý bà trẻ. Có khoảng 150 cặp đôi mới ra mắt trong độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi đã tập luyện trong nhiều tháng để chuẩn bị cho sự kiện này. Sau khi tất cả các buổi biểu diễn kết thúc, khách mời có thể tham gia cùng các cặp mới ra trong phòng khiêu vũ của nhà hát opera và có thể khiêu vũ trong đêm. Nữ diễn viên người Hoa Kỳ Jane Fonda, một trong nhiều khách mời nổi tiếng tham dự sự kiện cho biết, bạn sẽ không thấy kiểu khiêu vũ này ở đất nước tôi, và trong đời tôi chưa bao giờ thấy 5.000 người cùng nhau nhảy điệu vals trong một căn phòng. Vũ hội đầu tiên được gọi là Vũ hội Opera đã được tổ chức vào năm 1935 và kể từ đó đã có một số gián đoạn. Kể từ năm 1956, Vũ hội Opera quốc gia Vienna chính thức bị hủy 3 lần, vào năm 1991 do chiến tranh vùng vịnh và vào năm 2021 và năm 2022 do đại dịch coronavirus. Và cũng như thường lệ, ngay sau một vài bảo trợ thêm mày ngắn, xứ ngôn viên Linh Trịnh và Xuân Anh sẽ trở lại để tiếp tục gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Mong quý vị đón theo dõi đài truyền hình ABC để biết thêm chi tiết.